quên luôn. Minh Ngọc Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày lễ Noel nha cả nhà ơi. Nay gia đình mình có làm vài món để mình ăn lễ cả nhà. Gồm có mắm kho với lại canh khổ qua nấu đậu vịt nha cả nhà. Với lại cá dưa hồng mình hấp mà mình cuốn bánh tráng, rau sống với lại bún nha cả nhà ơi. Để bắt đầu mình sẽ nấu mắm nha cả nhà ơi. Có đâu. Vậy là bên lúc á. Bên lúc. Để nó đâu vậy? Kêu nó ra đâu rồi mày đưa nó nghe sợ coi. Đây bắt đầu mình sẽ phi xả với tỏi ớt rồi mình nấu mắm nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ bỏ thịt heo vào mình nấu cả nhà. Ồ, thịt kìa nó thơm dậy mùi luôn cả nhà, rất là thơm cả nhà. Thì thịt mình cũng săn lại, mình sẽ đổ mắm vô nha cả nhà. Nước qua đây nha. Thế giới bất ngữ. Mà má khóc không. Đừng chi lửa nè. Đây mắm của mình bắt đầu dậy mùi lên cả nhà, thơm lắm cả nhà ơi. Giờ mình sẽ biết tiếp tục bỏ cá hú vô nha cả nhà ơi. Đổ vô. Đó. Đúng. Chị nói chung á là không phải gì nói này á là em xin lỗi chứ chị trước cũng đừng suy nghĩ gì hết. Nhưng mà cái chuyện á ở ngoài đường á em không biết người ta như thế nào. Sai xỉn mà. Nói chung là em cũng một thời bị lừa bị gạt đó. Cho nên là có kinh nghiệm. Bắt đầu mình sẽ bỏ thêm ớt cho nó cay cay ăn cho dễ nha cả nhà. Còn như chị Châu rồi á. Rồi mình sẽ tại vì cái công việc của em á nó bất thường lắm. Mắm kho thì không có thể thiếu cà tím nha cả nhà. Cà dài á cả nhà. Với lại khổ qua nha cả nhà. Thì lô mắm chín rồi nha cả nhà ơi. Wow, hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Ở đây là thơm nước mũi luôn cả nhà. Giờ sẽ bỏ thêm khổ qua với lại ớt trái vô nha cả nhà ơi. Giờ mắm mình kho cũng đã chín rồi cả nhà. Giờ mình sẽ nêm nếm lại cho nó vừa ăn nha cả nhà ơi. Đổ hai cây về đây. Đổ hai cây thẳng bằng đi về luôn.
mình sẽ tiếp tục cho cà vô nha cả nhà ơi. Cà mình sẽ cho vô sau cùng nữa cả nhà. Chị ăn tiếp được không? Chị ăn tiếp. Rồi, nấu mắm kho mình cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Rồi được không? Rồi tiếp. Cháo mà không ăn. Không có cháo. Tiếp tục mình sẽ bắt nước lên mình nấu canh khổ qua cả nhà ơi. Thì mình sẽ bỏ đầu vịt vô nấu canh nha cả nhà. Nấu canh khổ qua. Đó là đúng là chị. Đó là... Thì, nước nước, nước canh sôi mình vớt bọt nha cả nhà. Ngứa thịt với bả rồi. Quay về đây rồi mình mới bấm vào bấm. Phương để lấy chồng á, nói chung là cái chuyện là bỏ qua nha cả nhà. Người ta biết tiền gặp không bao giờ. Người ta làm ở đâu? Người ta làm ở đâu? Mình xin đi nếm nha cả nhà. Mấy cái tay mà cái kiểu mà đánh giá đó. Mày biết cái đó là gì không? Quỳ ông chết. Vậy kem. Rồi nó chọc tổ ông rồi bị chết. Chị nó bị chết hả? Chết. Dí đánh nó trời. Thì chết ngay đâu? Mày chết. Sai thôi. Rồi chút bụt mắt luôn luôn. Qua chứ bị bụt mắt nè. Đừng mắt cái gì rồi. Mai Nhi đánh tao cái giày ông trời. Cái này phải lên TikTok luôn rồi nè. Có quyền quay. Cái này lên TikTok luôn. Bò. Tao bị quá trời luôn nếu vậy. Tính điện 2, tính điện 1. Này máy này cũng để cái độ rung nữa. Không phải rung. Nhiều khi á gạt xuống hết rồi coi bằng bim á. Đây đồ ăn mình nấu xong xuôi cái nhà, đây dĩa rau lên cái nhà không? Mình sẽ múc mắm lên mình dùng cái nhà ơi. Đây mời cả nhà dùng bữa cơm nho nhỏ với gia đình mình nha. Mà thật sự như vậy, nhưng mà vô đám á. Đây là món cá hấp nha cả nhà, cá dưa hầu. Đây, bữa cơm mình cũng đã xong rồi nha cả nhà ơi. Đây mình ăn lễ Noel nha cả nhà ơi. Đây cái mắm kho với rồi rau sống rồi bây giờ đây. Bố mười hai ở đây biết ngồi bàn này này chuẩn bị trước rồi đó, chuẩn bị trước nửa tháng rồi chạy thôi, cái bàn đang luôn đứng rồi quấn rau cái nhà. Ăn cá vô bà hai thấy đuôi kệ đuôi cá đó. Đi không? Hai để em ăn cơm. Rồi em ăn cơm. Mà giờ xong rồi em mới ăn. Còn không thấy ai em ăn nữa là biết rồi đó. Nghe xịn quá ăn nhỏ. Giờ này có động không? Mình ăn cái này là lớn cái nhỏ gì đó. Đây, nay mình ăn lễ Noel nha cả nhà.
cùng với gia đình mình nha. Còn đi bia cả nhà ơi. Mát lắm rồi đó, nãy giờ không có quạt đã mát. Hay vô đi. Đẩy lên cho, đẩy lên cho. Tóc cái đi vô nha, đứng dậm mà tóc mặt nè. Nói chuyện với gà thôi trời. Đây, mời cả nhà đi bia nha. Đây, chị hai nói chuyện với gà nè cả nhà. Gà chị nhỏ là tao uống gì ngủ nha. Bỏ cục đó, vô đó, vô đó, vô đó. Đã cả nhà. Tô luôn hả? Tô quá. Quay chén là tô luôn là cái này là đúng luôn nha. Ăn rồi no rồi mình phải cho nó tiêu quá. Có kém tô. Hai tiêu luôn mà. À, mình ăn cơm là nó no. Mình phải từng cái tiêu quá. Thôi. Khỏi tiêu. Hai dịch thôi. Tiếng ngõ mà. Tiếng ngõ mẹ dậu. Tiếng mắt này dậu nữa ta. Mà sao hợp với bà này ác vậy? Không thấy gì người ta nói gì. Thế mà uống sạch rồi luôn cả bộ. Thế nay mình ăn lỡ nó em nha cả nhà ơi. Bảy lần để tôi bỏ một giờ luôn. Bảy tôi bỏ tôi. Em vô ba rồi. Vào ba. Sáng nay mình ngủ nước kho với lại cái canh khổ qua đầu dịch cho cái này lại lấy hồng hấp hồng tông thùng 24 dịch còn 2 thôi nha, đâu uống chén cả nhà. Rồi cả nhà cùng với mấy anh chị em của mình nha. Bảy lần đúng nửa thùng, nửa thùng giờ ba rồi. Lẹ đi máy, lẹ máy ơi, chậm hơn à. Hey, mời cả nhà đi bia nha cả nhà ơi. Đây mời cả nhà đi uống cá hấp nha cả nhà. Lấy xe hả? Dạ, em bên tài mà. Tới vô hồng hấp nha cả nhà. Uống chén nè. Em tải du lịch chạy không được hết á. Nói chung về chỉ có xe tăng là em chạy không được thôi. Chỉ lên luôn, đúng rồi, chỉ lên lầu. Tối là mình phải lên. Đúng rồi, tối là mình phải lên đó. Bả bở bài dưới hoài, bả đâu có lên nổi. Tập lên đi chị. Dây, tập lên đi. Người ta nói tốt rồi, người ta tối. Tập lên đi cho sức khỏe nó tốt. Lên đi chị. Coi là mình tập thể dục. Dạ, đúng không? Chị phải lên. Vô. Tôi lúc tối là tôi phải trình diện chị hai. Chị hai. Bà mới đóng cửa bà ngủ. Bữa nào tôi không lên là không trình diện. Sáng á. Mở mẹ kêu mình. Cứ kêu mình mà nó không mở cửa sổ. Ủa, tao đang làm trong nhà đó. Nhà không thấy ai đó. Đang phơi đồ. Xong cái hỏi. Chị ơi, chị ơi. Làm mới thấy mình. Bữa nay chị không có đi đâu nha. Nó hẹn hồi tối mà làm sao đi được. Em sợ. Ăn đi. Nó chạy xuống rồi. Con bé nhảy xuống. Nghe nói em vừa 18. Nghe nói nhường có 18. Nó hơi nhám nhám. Ủa sáng giờ nó không ra đây đâu mà trời. Nó ngủ quẩn hồi nãy thì nó ngủ quẩn. Điện chạy quá chứ. Giờ thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một ngày mới em vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân nhé cả nhà ơi. Cả nhà cái kêu thích video mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh mình chia sẻ nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo của mình nha.